Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, để phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng hiện đại, thông minh, đến năm 2025, trong số các tiêu chí đô thị loại 1, Hải Phòng phải đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 60 đến 70%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 đến 50%, đất cây xanh toàn đô thị từ 10 đến 15 m2 một người, tương đương với tăng diện tích cây xanh toàn đô thị khoảng 1.900 ha. Đến năm 2030, để cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, tỷ lệ đô thị hóa của Hải Phòng phải là 70-75%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 50-60%, đất cây xanh toàn đô thị từ 10-15 m2 một người, tăng diện tích cây xanh toàn đô thị khoảng 4.000 ha. Theo Sở Xây dựng, đất cây xanh toàn đô thị hiện mới chỉ đạt khoảng 3,8 m2 một người, nghĩa là thấp hơn nhiều so với tiêu chí của đô thị loại 1. Đây đang là một trong những vấn đề đặt ra cho thành phố Hải Phòng trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Kinh nghiệm từ những thành phố phát triển thông minh, bền vững, tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang được thành phố áp dụng trong việc tăng diện tích cây xanh, phát triển các công viên kết hợp vui chơi giải trí, các công trình phúc lợi tại các khu đô thị. Đó là quy hoạch phát triển các chung cư cao tầng, dành quỹ đất cho cây xanh và các công trình công cộng. Cùng với đó, để đạt được tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 đến 50% vào năm 2025, thành phố cũng đã triển khai một số dự án quan trọng. Theo đó, dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 gồm 3 hợp phần và 2 khu tái định cư. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ bảo đảm thoát nước cho khu vực trung tâm các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An với diện tích khoảng 1.103 ha và dân số khoảng 240.000 người. Hiện nay thì nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Điệm hiện nay là cũng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động, thì đã đạt được 36.000 mét khối trên một ngày đêm. Và hiện nay các dự án của thành phố cũng đã được sơ bộ để khởi động triển khai, ví dụ như là dự án về thoát nước của JICA trong giai đoạn 2, thế rồi là dự án của Đồ Sơn, dự án của Kiến An, với lại cái tổng cái khối lượng mà theo quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2025 cũng như là 2030 thì lượng nước thải cần xử lý khoảng tầm 400.000 khối. Như vậy là với 30-40% của nước thải cần xử lý theo cái nghị quyết 45 thì các cái dự án của chúng ta hiện nay đang triển khai cũng như là thúc đẩy, thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng thành phố sẽ với sự vào cuộc quyết liệt của các cái hệ thống chính trị thì các cái dự án được đầu tư thì sẽ sớm để hoàn thành được cái tiêu chí cái nước thải xử lý cho người dân thành phố cũng như đảm bảo môi trường chung. Xác định nghị quyết 45 của Bộ Chính trị là cơ hội, động lực để Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới, Sở Xây dựng sớm chủ động triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, tập trung cao vào những lĩnh vực của ngành, nhất là một số lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp. Sở Xây dựng đã tham mưu cho thành phố và thành phố đã đồng ý về các địa điểm của các dự án lớn, ví dụ như là công viên Tân Thành 500 ha, thứ hai nữa công viên Hồ Đông là 200 ha, và tích cực là tập đoàn Vingroup ở đảo Vũ Yên là 403 cây xanh. Và trong đô thị thì sân vận động Máy Tơ cũng sẽ trở thành công viên. Thế rồi đường Bến Bính, rồi các khu vực ở khu vực Bến Bính cũng sẽ chỉnh trang để tăng mật độ cây xanh. Đồng thời thì chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với lại JICA và để sớm bàn giao cái nhà máy nước thải Vĩnh Điệm để đưa vào hoạt động nhà máy nước thải Vĩnh Điệm. Nếu nhà máy nước thải Vĩnh Điệm mà đưa vào hoạt động thì sẽ đạt được xử lý được 40% cái lượng nước thải trong đô thị hiện tại. Với các giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với thành phố Hải Phòng, tạo bước đột phá để Hải Phòng phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.